Thưa quý vị, năm 2024, kinh tế thế giới và thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục có những khó khăn phức tạp. Trong bối cảnh đó, các giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đang là vấn đề cấp thiết để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Đây cũng là nội dung chính trong chương trình Việt Nam Hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi. Tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tín dụng trong toàn tập đoàn hợp nhất đến nay khoảng 240.000 tỷ đồng. Nếu chỉ tăng 1% lãi suất thì chi phí vốn của tập đoàn này sẽ tăng lên khoảng 2.400 tỷ đồng trên năm. Chính vì thế, việc cơ cấu lại vốn, tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các dự án đầu tư của Petro Việt Nam rất quan trọng, giúp cho các dự án đầu tư nói riêng và toàn tập đoàn giảm được chi phí sử dụng vốn bình quân trong từng dự án. Với cái ảnh hưởng cái độ nhạy của cái lãi suất lên cái chi phí sử dụng vốn của PVN như vậy thì chúng tôi rất mong là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ cái chính sách về lãi suất tối ưu và ổn định để tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của tập đoàn. Tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, rà soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn, cơ cấu lại các khoản vay để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng. Triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Cùng với các chương trình giảm lãi suất của ngân hàng, doanh nghiệp cũng mong muốn có sự phối hợp nhịp nhàng của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ điều kiện tiếp cận vốn ngân hàng. Ngân hàng không phải là cơ quan duy nhất để cho doanh nghiệp vay. Chúng ta rất có nhiều nguồn, ví dụ vấn đề tài khóa. Chính sách tài khóa hiện nay của chúng ta có những cái gói mà chỉ cho vay được 1%. Đưa ra chỉ được 1%. Vậy thì cái này tôi đề nghị chính phủ là phải nghiên cứu. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng bất động sản thì Hiệp hội đề nghị ngành nhà nước xem xét bổ sung đối tượng là người mua nhà ở thương mại giá vừa túi tiền từ 3,5 tỷ đồng một căn, tức là khoảng 35 triệu đồng một mét vuông trở xuống để được vay cái gói 120.000 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp cũng đề xuất kéo dài thời gian thực hiện thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm này nợ đến cuối năm nay thay vì thời hạn là hết tháng 6 tới đây. Nghị quyết 02 ban hành đầu năm nay, Nghị quyết 02 ban hành đầu năm 2024 đã đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển, như tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tiếp tục cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị quyết đã giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, đến ngày 28 tháng 2, 2024, mới có 16 trên 26 bộ, cơ quan và 46 trên 63 địa phương ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết. Nay thì chính phủ thì rất là rõ ràng, rất là quyết liệt, nhưng các bộ ban ngành ở bên dưới và các cái địa phương thì cũng cần phải thực hiện nghiêm và tuân thủ những cái chỉ thị của chính phủ để có thể là tháo gỡ và giải quyết những cái vấn đề mà hiện nay, đặc biệt là cái thủ tục hành chính đang có cái sự quay trở lại của cái việc là sợ trách nhiệm và đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến là không thực hiện nhanh. Theo cộng đồng doanh nghiệp, còn nhiều rào cản liên quan đến điều kiện kinh doanh tồn tại, không phù hợp với thông lệ quốc tế, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, Nghị quyết 02 cũng như các chính sách về tiền tệ được cộng đồng doanh nghiệp đặt rất nhiều kỳ vọng. Việc thực thi cần được thúc đẩy để đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả thông qua sự chủ động, quyết liệt của người đứng đầu các bộ ngành, sự chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ. Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Tại hội nghị, Thủ tướng đã yêu cầu thực hiện 5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bứt phá trong điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Đến cuối năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,78% so với cùng kỳ năm 2022. Song 2 tháng đầu năm 2024, tín dụng nền kinh tế lại giảm 0,72% so với cuối năm 2023. Dù số tiền gửi tại các tổ chức tín dụng là rất lớn, hiện có trên 13,6 triệu tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu phản ánh thực trạng các điểm nghẽn, phân tích các nguyên nhân và đề xuất biện pháp tháo gỡ khắc phục việc cung ứng tín dụng của hệ thống ngân hàng đối với nền kinh tế. Về tháo gỡ chính sách thì ngân hàng, nhà nước cũng như chính phủ triển khai đồng bộ các hoạt động chính sách tiền tệ hỗ trợ kinh tế điều hành chỉ đạo. Thứ nhất là việc duy trì cái lãi suất thấp và giảm cái lãi suất cho vay, và thực tế chúng tôi đã được vay lãi suất là giảm rất là nhiều so với năm ngoái. Thứ hai là ngân hàng nhà nước đã chủ động giao các cái hạn mức tín dụng ngay từ đầu năm, giúp cho các ngân hàng thương mại của chúng tôi hợp tác có những kế hoạch ngay từ đầu năm để phục vụ cho khách hàng. Dòng vốn tín dụng ngân hàng chỉ là vốn bổ sung, không phải là dòng vốn chủ lực để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, chỉ sự nỗ lực riêng của ngành ngân hàng là chưa đủ, cần có sự chung tay tháo gỡ khó khăn từ các bộ ngành địa phương trong việc tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng. Thì chúng tôi thấy rằng ngành ngân hàng là nơi tập trung các hoạt động kinh tế tổng hợp, thì nên chăng tất cả các ngành kinh tế khác nhau chúng ta hãy cùng tập hợp với nhau dưới các tổ chức như là hiệp hội, các cái hội nghị kết hợp giữa các ngành, ví dụ như là hàng không, du lịch, bất động sản và dịch vụ, dưới cái định hướng và chỉ đạo của chính phủ, của ngân hàng nhà nước, thì chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công. Kết luận hội nghị, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương ngân hàng nhà nước cũng như toàn ngành ngân hàng đã nỗ lực cố gắng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế của ngành ngân hàng như tiếp cận vốn của doanh nghiệp chưa cao, mặt bằng lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng chưa tương xứng với mức giảm của mặt bằng lãi suất huy động. Kết quả thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi chưa đạt được như kỳ vọng. Nó có hai cái khó khăn thứ nhất là về cái tỷ giá, đúng không nào? Cái thứ hai là cái sụt giảm cái tín dụng trên toàn cầu, thì đấy là hai cái khó khăn chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta cần phải có một cái giải pháp. Đây là mang tính toàn cầu, thì mang tính toàn dân rồi, thì báo cáo với các đồng chí, thế mà mang tính toàn cầu toàn dân thì phải có sự đoàn kết toàn dân, phải có sự phối hợp với quốc tế nữa. Thì ở trong nước thì bên cạnh những cái thuận lợi thì còn nền kinh tế chúng ta đã đạt được, nhưng mà nó còn có khó khăn, các yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau như các ông chí đã phân tích, như là các dự án rồi doanh nghiệp còn yếu kém, thì khó khăn của thị trường bất động sản v.v. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo việc điều hành chính sách tiền tệ thời gian tới cần bám sát định hướng theo phương châm năm tăng, năm giảm, năm tăng tốc, bứt phá. Trong đó, năm tăng gồm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng, tăng chất lượng tín dụng, tăng năng lực quản trị, điều hành, tăng tính công khai, minh bạch lãi suất và chống tín dụng đen, tăng cường giám sát kiểm tra và phòng rủi ro, chống tham nhũng. Năm giảm gồm giảm lãi suất cho vay, giảm chi phí, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu, giảm tiêu cực, lợi ích nhóm. Cái nhóm thứ ba là 5 cái tăng tốc bứt phá. Thứ nhất là tăng tốc bứt phá về số hóa. Cái thứ hai là tăng tốc bứt phá về chất lượng dịch vụ. Và cái thứ ba là tăng tốc bứt phá về chất lượng nguồn nhân lực. Và cái thứ tư là tăng tốc bứt phá về hạ tầng ngân hàng. Cái thứ năm là tăng tốc bứt phá về phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo cái công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân để góp phần làm cái tăng trưởng cho nền kinh tế. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương, ngành ngân hàng và các tổ chức doanh nghiệp, nhấn mạnh tinh thần non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi, lừa thử vàng, gian nan thử sức. Thủ tướng tin tưởng những khó khăn thử thách mà nền kinh tế nói chung, hệ thống ngân hàng nói riêng gặp phải sẽ được vượt qua. Cả nước sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 với kết quả toàn diện cao hơn năm 2023.